Cái điều thứ nhất á, là đương nhiên cái người tu á, là cái người đó phải có căn lành, mà cái người đó phải có niềm tin. Thì bây giờ nó bảo là dùng niềm tin để chúng ta vào đạo. Nên cái người mà không có niềm tin á, thì cái người đó không có làm được bất cứ gì. Thì ở trong cái niềm tin này á, thì thứ nhất á, là chúng ta tin á, ở cái vị đạo sư chúng ta, tức là Phật, và cái người thầy Phật á, tức là thầy. Đó là mình phải có niềm tin là cái người đó nó không sai lầm, chứ không phải là có niềm tin rồi đó ai nói ta cũng tin hết, ai nói chúng ta cũng tin hết thì cái này rất nguy hiểm. Chúng ta dễ rơi vào trong cái tình trạng mê tín và cuồng tín thì cái này chúng ta rớt qua tà đạo rồi. Thì như vậy đó là chúng ta đọa. Nên đó, thầy nói thí dụ như bây giờ đó, những người đó mà họ theo Hồi giáo rồi đó, bây giờ đó họ đi xây dựng một cái nước thánh, và nước thánh hay là rồi xa bước nữa đó, họ đi đánh bom tự sát. Những người này có niềm tin chứ, có niềm tin họ mới dám làm chuyện đó, chứ không có niềm tin ai dám làm. Họ tin cái gì? Họ tin họ đi giết người như vậy đó thì họ sẽ được đi vào cái nước thánh. Cái nước đó là của thánh á, thánh A-la, hay là cái trường hợp mà Chúa Trời chẳng hạn. Cho nên thời Trung Cổ mà nó có những cái trận đánh mà ác nhất, người ta gọi là thánh chiến, tức là nhân danh thần thánh mà giết nhau nữa, thì cái này thì vô cùng nguy hiểm. Đây người ta gọi là cuồng tín rồi. Cái người đó không biết gì nữa hết, chỉ con cái là biết nghe theo mệnh lệnh và chỉ giết người thôi, mà nghĩ là giết người lên ở trên thiên đàng thì cái này rất nguy hiểm, này cuồng tín. Ở trong thời Đức Phật cũng có một cái người mà tiêu biểu cuồng tín, người ta nghe nói là vô não. Anh vô não này, mà khi anh rơi vô cái chỗ cuồng tín rồi đó, là bây giờ cố đi tìm người để mà giết cho đủ cái túc số là 100 người để đi vào nước thánh. Nghe ông đạo sư, ông thầy của mình cũng dạy như vậy đó, rồi đã đi tìm người để giết. Nhưng mà anh giết, cứ giết một người nữa thì anh cắt lấy một cái lóng tay anh đeo lên trên cổ anh, giống như mình đeo sôi tràng hạt vậy đó, nhưng mà toàn làm cái lóng tay của con người đeo. Bây giờ anh đếm lần lần là được 99 lóng tay rồi, tức là anh giết được 99 người rồi đó. Còn bây giờ anh tìm anh giết một người nữa cho đủ 100 người nữa để anh đi vào nước thánh. Thì anh mới nghĩ, bây giờ đây đâu có ai mình muốn đi vô nước thánh cho nhanh chút nữa. Thôi anh nghĩ tới anh, thôi giết người mẹ mình luôn đi. Giết người mẹ luôn đi, để cho đủ 100 người. Thành nên Đức Phật, Ngài thấy như vậy đó, Ngài muốn cứu anh này và muốn cứu cái bà mẹ của anh này nữa, thì anh này cuồng tín rồi. Cho nên lúc đó là Đức Phật xuất hiện. Đức Phật xuất hiện đó thì anh mừng quá, tức là có một cái người này xuất hiện, mình giết thêm cái người này nữa đi thì mình đủ 100 người khỏi giết mẹ. Cho nên anh mới rượt anh giết Đức Phật. Nhưng mà vì Đức Phật á, thì Ngài dùng thần thông, cho nên ảnh chạy theo á, mà thấy Đức Phật có giống như đứng tại chỗ không thấy đi, nhưng mà rượt theo không kịp. Đây là Phật, tại vì thần thông biến hóa của Đức Phật là như vậy. Cho nên lúc bây giờ
ảnh chạy mỏi chân ảnh ấy mà ảnh không chạy kịp Đức Phật, ảnh không giết được. Thì bây giờ đó Đức Phật mới biểu ảnh ấy, nhà ngươi mà muốn chạy kịp ta đó thì buông con dao xuống đi. Ảnh đang cầm con dao trên tay đó. Thì ảnh mới nghĩ rằng bây giờ cái ông Sa Môn này, ông thầy này thấy ốm yếu như vậy mà, cho nên mình có buông dao đi sinh nữa thì mình cũng bóp cổ ông được chứ, bắt ông được chứ, giết ông. Cho nên ảnh buông con dao xuống. Thì anh cũng vẫn chạy theo không kịp Đức Phật. Anh nói ta đã buông con dao xuống rồi mà sao lại ta cũng không chạy kịp nhà ngươi. Đức Phật nói ta biểu ông buông con dao trong tâm không hết chứ. Con dao vào trong tâm mà buông rồi thì con dao ngoài bằng sắt này đâu có tác dụng nữa. Cho nên Đức Phật chỉ nói có một câu như vậy này. Thì cái ông này ngộ. Ông này ngộ nữa. Cho nên ông mới quỳ xuống, ông sám hối Đức Phật. Thì Đức Phật độ cho ông này tu. Ông này đắc la. Cho nên giữa cái cuồng tính với cái chánh tính, hai cái này nó khác nhau lắm. Đức Phật khuyên mình phải có niềm tin, nhưng mà vì mình có niềm tin cho nên dễ trở thành cuồng tín lắm. Cái thứ hai là mê tín. Tức là vì mình có niềm tin mà phần nhiều niềm tin nó sanh ra lúc nào? Lúc mình hoạn nạn hay lúc mình khó khăn. Cho nên khi mình hoạn nạn, mình khó khăn đó, thì ai kêu cái gì, ai bảo cái gì đó, mình đều nghe hết đó. Này rất nguy hiểm. Cái này là dễ rớt vô trong cái chỗ mà mê tín cuồng tín. Cho nên những người mà tới kêu mình đây, bài mình cái này, bài mình cái kia đó, đủ thứ chuyện, nhưng phần nhiều cái này là mê tín, là ma. Cho nên mình đi theo như vậy đó thì lại càng đưa mình vào trong cái chỗ khó khăn hơn, tức nguy hiểm hơn và khổ hơn nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, phải nhận ra chỗ này. Nên kinh nghiệm của người trước họ nói với ta một cái là quả vô đường chí. Khi mà cái tai họa tới đó, là chúng ta lo, chúng ta sợ, chúng ta buồn đó, thì coi chừng một cái họa thứ hai sẽ giáng lên ta nữa đó. Ta đang bị khó khăn đó, thì coi chừng một cái khó khăn thứ hai lớn hơn đó, nó sẽ tới với ta nữa. Cái này nữa là có người đó, mà khi khó khăn mắc nợ thì bây giờ đó có một người khác họ tới họ bày, họ nói thôi cái chuyện này dễ thôi, bây giờ đó anh thiếu nợ nhưng anh còn cái nhà, anh đưa giấy tờ tôi đây, tôi đi cầm ngân hàng, phải không, tôi đi cầm ngân hàng thì lấy cái số tiền này để mình đầu tư một cái việc gì đó nhanh hơn, thì mình sẽ lấy cái tiền lời này đó mình trả lại cho anh này, rồi mình dư tiền mình lại chuộc lại cái nhà mình, có sao đâu. Đây cái quả mà vô đơn chí là chỗ này. Tại nên mình nghe nói vậy mình mừng quá, cho nên đem cầm cái nhà đi rồi đưa tiền cho nó để nó làm ăn, nó đi luôn, nó không trở về. Nhẹ dạ cả tin thì cái này chết rồi, nợ chưa trả được mà mất thêm cái nhà nữa thì cái này bị đuổi ra. Cái này là có thực trong cuộc sống, họ có tới thưa với thầy. Cho nên các vị tu hành mình cẩn thận. Thành Đức Phật dạy chúng ta cần phải chánh tín, tránh cái mê tín đi. Không mê tín, không cuồng tín. Vì vậy đó mà cần phải bình tĩnh và sáng suốt, để khi mình tiếp cận với cuộc đời, mình nghe người ta nói, đầu tiên mình mới nghe thôi, mặc dù người ta nói hay, nhưng mà mình tìm hiểu xem coi cái này có thật không. Tại vì ma thử nói dối. Tức là Phật
thì không bao giờ nói dối. Nhưng mà ở trong đạo Phật chúng ta đó, hay có một cái đó, là người ta bảo là muốn biết là nó dối hay không đó, thì biểu nó le cái lưỡi ra, phải không? Nó liếm, nó đụng cái mũi nó đó, là không có nói dối. Cho nên từ chỗ này mà cái phong tục của người Tây Tạng đó, khi mà gặp nhau á, chào nhau đó, thì thường thường hay le lưỡi ra, phải không? Mình đó, thì thường thường mình sợ, mình hay le lưỡi, phải không? Nhưng mà cái cách chào của người Tây Tạng đó là le lưỡi ra. Le lưỡi ra tại vì quen cái chỗ này đó, cái lưỡi mình dài lên đụng lỗ mũi, mình không có nói dối. Mà cứ hãy nhớ đó, là không nên nói dối. Nói dối lưỡi thục vô, phải không? Cho nên đó, như vậy đó, họ trở thành cái pháp tu. Thành ra cứ sợ nói dối rồi thục lưỡi, sợ nói dối rồi cong câm rồi ngọng rồi, người ta sẽ không tin mình nữa. Cho nên cái này là luôn luôn, cái này họ trở thành pháp môn tu của họ, cái không nói dối. Tức là Đức Phật không bao giờ nói dối. Đức Phật không bao giờ nói dối. Từ khi phát tâm tu Bồ Tát Đạo cho tới cái ngày thành Phật là không bao giờ nói dối. Cho nên ta mới nghe ở trong kinh bảo là Đức Phật có một cái tướng lưỡi. Cái tướng lưỡi ta gọi là tướng lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật, khuyên bảo chúng sanh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn nữa. Này ta đọc trong kinh Di Đà ta thấy Đức Phật có một cái lưỡi mà rộng dài như vậy đó. Thì có người ta nghĩ à, nếu mà Đức Phật có cái lưỡi vậy ghê quá, phải không? Cái lưỡi ngày sao mà trùm cả tam thiên đại thiên thế giới cái này vậy? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tại vì Đức Phật là cái người đó mà từ khi tu cho đến khi thành Phật là không bao giờ nói dối. Cho nên á, Ngài nói cái gì người ta cũng tin hết. Đức Phật là như thế đó, cho người ta tin. Vì vậy đó, mà mình muốn thành Phật, mình muốn được người ta tin mình, cái này là đừng có nói dối. Đây là Đức Phật dạy đó mình đó. Nói như thế đó. Nhưng mà tà ma ngoại đạo đó, phần nhiều nói dối. Phần nhiều nói dối, tức là hứa suông nhiều hơn. Mà được thì chẳng có mấy. Trên bước đường tu chúng ta nhận ra này. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, khi mình nghe nói một cái điều gì đó thì đừng vội tin. Nghe cái mình tin liền không được. Cho nên nghe một cái rồi sao? Cho nên mình có một cái suy nghĩ. Mình có một suy nghĩ, mình có cái quán chiếu, không? Nên nó như trường hợp đó đó. Bây giờ đó, mình nghe cái ông thầy bói, ông nói mình như vậy đó. Thì mình suy nghĩ rồi mình nhìn ông thử xem. À, nếu mà ông biết được hết, ông làm được hết, thì ông không đi làm thầy bói, phải không? Nên đối với thầy, thầy hay nghĩ cái chỗ này. Tức là nhìn cái cuộc sống của họ, nhìn con người của họ đó. Mà thầy thấy đa số mấy ông thầy bói là ưa đeo kiếng đen mà. Để giấu cái của họ đi. Ma là chỗ này thật thật. Biểu gỡ kiếng xuống coi, mình nhìn vô mắt họ coi. Nhìn vô tâm họ coi. Tại vì cái con người đó, của Phật á, mình nhìn vô Đức Phật á, mình thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật đấy. Nhìn không có khiếm khuyết. Còn bây giờ mình nhìn ông thầy bói, mình thấy khác rồi, cho nên cái này nè, suy nghĩ kỹ lại xem. Ông sống với cái nghề này đó, mình nên cẩn thận. Cho nên cái chỗ này nè, mình không nên tin, không vội tin. Mà Đức Phật biểu mình đó, nhìn kỹ lại cái con người đó, con người mà nói đó, xem coi cái sinh hoạt của họ, rồi cái kết quả của họ đó, thì bây giờ đó mình mới có thể tin sao. Và mình mới tin này là mới tin thứ nhất thôi. Tại vì nói như vậy mà thấy nó đúng với cái cuộc sống của họ. Rồi cái thứ hai là gì?
mình suy nghĩ kỹ, mình thấy cái này đúng hợp lý không? Nó còn có một cái gì mà ẩn khuất bên trong, mình thấy đúng nữa. Rồi thứ ba nữa, Đức Phật nó cũng chưa nữa, phải áp dụng thử. Tại sao mình áp dụng thử? Cái người này làm được nhưng mà mình làm chưa chắc được như vậy, cho nên phải làm thử. Chừng nào được có kết quả rồi nữa thì mình mới tiến lên, mới tu. Cho nên Đức Phật khi mà chuyển pháp luân, người ta gọi là tam chuyển đó. Tam chuyển là sao? Lần thứ nhất đó, là Đức Phật chuyển pháp luân. Cái này ta đã biết rồi, ta biết cái này là chân lý, là đúng như vậy rồi đó, phải không? Thành ra cái thứ hai đó là cái này đó ta đã thể nghiệm trong cuộc sống rồi, kết quả tốt rồi, thì mình dòm coi thử Đức Phật đã trong cuộc sống của Ngài có đúng như cái Ngài nói không. Đấy. Cho nên đó, ta đã biết và ta đã chứng cái này Đức Phật cái thứ hai này. Mình nhìn coi thử coi Ngài nói như vậy có đúng thiệt không? Mình suy nghĩ thấy đúng thiệt rồi, tức là Ngài đã biết cho nên Ngài nói cho mình nghe. Rồi cái thứ hai đó, ta đã chứng rồi, tức là ta đã làm, ta đã thể nghiệm trong cuộc sống ta rồi, cho nên ta thành Phật rồi đây, phải không? Cái thứ hai là Đức Phật nói vậy. Tới cái thứ ba nữa, cho nên ta mới khuyên các ông nên làm đi, nên làm đi, thì cái trường hợp này là chắc chắn sẽ được thôi. Ta làm được thì các ông cũng sẽ được thôi, phải không? Đây con đường tu, cho nên gọi là khuyến chuyển. Thành khuyến chuyển tức là khuyên mình, Đức Phật khuyên mình thì cái này thực là khuyên ở trong cái bất vụ lợi chỗ này. Cho nên vì cái lòng thương của Đức Phật muốn cứu vớt chúng sanh mà Ngài khuyên, chứ không phải vì cái lý do mình đem mình cúng cho Đức Phật một nải chuối mà Đức Phật cho mình, không phải. Tại vì Đức Phật thương, cho nên vì Đức Phật thương mình, Đức Phật muốn ra đời để mà chỉ cái này cho mình. Đó là trên bước đường tu đó, ta nhận thấy trong cuộc sống của Đức Phật nhìn kỹ đó. Thì khi mà ta theo một cái vị đạo sư, ta cũng phải suy nghĩ cái này. Thành ra thầy thấy người Nhật đó họ kỹ. Cái ông này là con của ai? Ông này là con của ai đây? Rồi đó, ông học ở trường nào ra? Rồi hiện giờ ông đang làm gì? Cái này rõ ràng. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta có thể định được cái lời nói ông này đúng hay là sai. Mà đúng bao nhiêu phần trăm đây, phải không? Ta có nên hợp tác không? Ta có nên nghe không? Đó là cái điều quan trọng nhất. Này gọi là chánh tính. Cho nên trên bước đường tu, Đức Phật khuyên chúng ta đó, phải có niềm tin, nhưng mà phải chánh tính, chứ không mê tín, không cuồng tín. Mê tín, cuồng tín là phần nhiều hơn tin mù quáng. Mà tin mù quáng là phát xuất từ cái lòng tham của mình. Mình ham muốn quá đi cho nên mình mù mắt. Người ta nói sao mình cũng nghe, mình tin thì chết. Nó không hợp với thực tế. Trên bước đường tu chúng ta, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Tuy nhiên đó, nói như vậy đó, thì Đức Phật khuyên ta tin cái gì? Tức là tin vào nhân quả. Thì cái này nhân quả là chính này, tức là có nhân và có quả này. Nhân ở trong quá khứ, cho nên cái quả hiện tại chúng ta có này. Thì nhìn cái quả hiện tại chúng ta đây đó, mà chúng ta biết cái nhân quá khứ ta thế nào. Cho nên nếu mà sanh ra chúng ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chúng ta có một cái đầu óc thông minh, chúng ta có một sức khỏe hơn người, ta làm được nhiều việc đây đó, thì cái này phước báo được trước ta này, cái vị trí ta trên cuộc đời này rõ ràng quá rồi. Cái người này sẽ làm vua, cái người này sẽ lãnh đạo. Tại con người thông minh như vậy, khỏe mạnh như vậy và dễ thương như vậy thì dễ tập hợp quần chúng và dễ thành công ở trong mọi lĩnh vực. Đây, cái đây là cái chính. Nhưng mà mình coi lại, mình không ở trong cái tầng lớp này,
Mình coi lại cái thực của mình là sao, ở một cái chừng mức nào đó để thấy được cái con người thực của mình, gọi là thấy nhân quả, là thấy cái này. Nhưng mà khi mà thấy nhân quả như vậy đó, đôi khi mình nói là thôi, mình không giống Đức Phật, mình không làm được như Phật, thôi không làm, phải không? Thành ra mình qua mình làm theo ma thì dễ hơn, tại ma nói nhiều cái nghe bộ coi làm thì không cực, nhưng mà được thì nhiều, phải không? Thành ra nó biểu mình mua cái vé số, cái mình trúng độc đắc liền lập tức, phải không? Thôi mình cũng nghe, mình làm cầu may thử không? Cái này dễ nghe và dễ tin chứ, nó dễ làm nữa. Còn sao mà nói nhân quả như Đức Phật là ngán quá mà. Làm cho được cái này lâu quá. Mình muốn ăn liền, muốn được liền tức. Thành muốn được liền là chỉ có một cái mà đi ăn cướp mà mấy. Lừa đảo đó. Đây hồi trước ở trong chùa mình đây có cái ông đạo đi vô đây xin ở tu đây. Xin ở tu đây thời gian là bộ câu tu khó quá, ở đây tu khó quá. Ăn uống thì cực khổ, công việc làm thì nhiều mà thấy mình không được gì hết. Thành anh này mới đi về nhà gặp một cái người bạn á, nó nói mày tu chi cực khổ, phải không? Đi theo nó đi làm ăn đi. Thành làm ăn cái gì? Muốn cho mau có tiền nhiều nhất á, làm cái gì? Đi ăn cướp, phải không? Đi ăn cướp. Cho nên rủ nhau đi ăn cướp. Thì ăn cướp thì cũng được một vài lần, rồi sau này cũng phải bị bắt vào tù chứ. Có anh ăn cướp nào mà suốt đời mà được an lành không? Đấy. Thành ở đây một anh ấy mà hồi trước có thu đây này, mà về nữa đi nghe lời bạn đi ăn cướp mà bị bắt bỏ tù chứ. Cái này có thật. Có người nó thì tu mà nghe nói thấy cực khổ quá, mà tu cả năm rồi mà chưa được gì hết đó. Thôi bây giờ đi về nhà đi đó. Đi về nhà đó, nó bày cho ông cái đó. Nó làm gì? Tức là đi bán, đi bán cái gì này, ma túy đá cái gì đó, phải không? Cái này được tiền nhiều lắm nhá. Thôi lên ở trên biên giới lãnh một cái gì đó giấu trong người, nó chạy về thành phố mình cái là lấy bao nhiêu triệu bạc. Các vị thấy sướng không? Mau quá mà. Tu thì cả năm cả đời mình chưa được gì hết. Đấy là trường hợp. Nhưng mà cái này nó là ăn liền. Nhưng mà cái này là nguy hiểm vô cùng. Ma là cái này. Mình còn cái lòng tham, cho nên động lòng tham rớt vô cái chỗ này. Nhưng mà Phật có cho mình cái đó không? Thành ra có. Thành ra Phật có cho mình chứ không cho. Thành ra thầy á, thầy tu á, thầy thấy Phật cho thầy nhiều lắm. Từ hồi đi tu tới giờ thầy thấy, thầy không xin gì hết, nhưng mà thầy thấy Phật cho nhiều lắm. Thành ra cứ cho dư. Tại vì mình không mong cầu, cho nên bao giờ thầy vẫn thấy dư mà trong cuộc sống. Đấy sự thật. Cho nên ở đây đó mình gọi là vô cầu nhưng mà toại ý. Tức là không cầu mà được. Cho nên tu theo Pháp Hoa chúng ta nói là không cầu mà được. Nói tại sao mình được? Mình chỉ cần tu thôi thì mình được cái này. Mình tu nó mình để trở thành con người tốt thực sự đi. Thành ra Đức Phật muốn mình trở thành người tốt đó, để làm chi vậy? Để Ngài tạo điều kiện cho mình làm việc. Thành ra Ngài đưa tiền cho mình đây này. Đấy. Đức là Đức Phật có tiền nhiều lắm. Nhưng mà Ngài lựa người Ngài đưa. Ngài lựa người Ngài giao chứ. Cho nên ta học ở trong Kinh Pháp Hoa, khi còn nhỏ đó mà thầy đọc tới cái phẩm
Thứ tư là tính giải đó, gọi là cùng tử. Thành ra thầy nhớ có một cái điều duy nhất mà các Phật tử mình khi đọc kinh nên nhớ. Thành ra anh cùng tử này đó là không có tham lam, không có ham muốn. Thành ra dù mình có nhiều hơn nữa đi nữa mà mình cũng không bao giờ xài, phải không? Tức là xài vừa đủ thôi. Mà nghe lời Đức Phật, cứ mình xài thiếu một chút đi. Thành ra mình có 10 đồng thì mình xài 9 đồng thôi, hoặc là xài ít hơn nữa càng tốt. Tức là xài càng ít càng tốt. Cho nên ở trên bước đường tu của thầy, nhờ tu theo cái kinh Pháp Hoa là tu như vậy đó. Mình làm cùng tử. Tại mình xuất thân từ gia đình nghèo thì phải nghĩ chỗ này chứ. Cùng tử nhưng mà vẫn đi lên được. Đi lên được ban đầu nữa thì Đức Phật cũng cho mình cái này cái kia, cho những cái nhỏ nhỏ trước, phải không? Để mình sống mình tu. Nhưng mà mình không ham. Mình nghĩ ham có cái là tu thôi. Cho nên cái quan trọng nhất cho này. Cho nên tới cuối cùng trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật gọi là phú chúc gia tài, tức là cho hết nè. Mà Đức Phật nói một câu rất là dễ thương, mà thầy thương Đức Phật chỗ này. Ông nói cái này là ta giao hết cho ngươi, là tại vì ngươi không giống như những kẻ làm công hèn hạ khác. Cho nên đi tu này nữa, thầy nghĩ mình làm tôi cho Phật đấy. Nhưng mà mình không làm một cái người tôi tớ hèn hạ. Tôi tớ hèn hạ thì suốt đời làm tôi tớ mà không bao giờ lên được. Thành ra làm người tôi tớ nhưng mà không hèn hạ, tức là con người mình trung thực trước. Thì lần lần Đức Phật mới giao chuyện này giao chuyện kia lần nhé. Mà thầy thấy cái này rất là rõ. Cho nên cái việc đầu tiên của thầy đó là đi tu rồi thì hạ quyết tâm học. Cái này đúng với ý của Đức Phật. Ngài muốn, Ngài nói là duy tuệ thị nghiệp, tức là trí tuệ là hơn hết trong cuộc sống mình. Sợ mình có những cái sai lầm ở trong cuộc sống, cho nên phải làm sao mà tránh được những cái sai lầm trước. Mà muốn như vậy phải học thôi. Nên khi thầy đi tu theo kinh Pháp Hoa là thầy nói tất cả mọi thứ trên cuộc đời này thầy nhường hết cho thiên hạ, phải không? Ta nên nhường hết cho thiên hạ, của cải nhường cho thiên hạ, danh vọng nhường cho thiên hạ, phải không? Tất cả đều nhường hết. Nhưng mà trừ một cái không nhường là học. Học là không nhường. Ngày nào thấy mình còn thua người là ngày đó mình còn phải học thôi. Đây đúng với cái ý của Đức Phật dạy. Tại Đức Phật dạy tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nữa, là khi mình chết mình bỏ hết, phải không? Có mang được cái gì theo đó. Mà mình lại kẹt vô nó nữa, để cho cái đầu óc mình nó u mê lần đi. Rồi sau này mình quyết định sai lầm một cái là mất trắng. Không dạy làm chuyện này. Cho nên dồn hết cho cái vấn đề học. Học thì không nhường người ta. Thì không nhường người ta nữa, thì lúc bây giờ nó, mình mới có những cái, những cái hiểu biết mà trội hơn người khác. Những cái gì người khác biết thì mình cũng biết, những cái gì người khác làm được thì mình cũng làm được. Thì lúc bây giờ nó mới được giao công việc chứ. Chứ còn nói tôi đi tu nữa, nhưng mà bây giờ tôi không làm được cái gì hết nữa. Nên Đức Phật nói tôi đâu có đào tạo những con người vô dụng, phải không? Đi tu để trở thành con người vô dụng thì này không nên đâu. Nên đi tu để trở thành con người đa dụng. Thì cái trường hợp này Đức Phật đào tạo những con người như thế đó. Cho nên đi đúng theo cái ý của Đức Phật. Đức Phật chọn. Nên thầy khẳng định là thầy là được Đức Phật chọn này. Mà Đức Phật chọn thì lúc bây giờ đó, Đức Phật chọn thì Đức Phật bảo hộ. Đức Phật chọn rồi nữa thì Thiên Long Bát Bộ họ giữ gìn mình chứ. Trên bước đường tu nhiều cái nguy hiểm lắm mà không chết. Tại sao không chết? Là vì Đức Phật chọn.
Cho nên Thiên Long Bát Bộ họ giữ mình, cho nên do đó mình chết. Ở trên đời mình luôn luôn lúc nào có gặp nạn tai thì đều có quý nhân ra là cứu mình hết, nên mình chết. Thành ra mình tu, Đức Phật có cứu mình, có giúp mình thiệt này, chứ không thấy có đâu. Nhưng mà những cái quan trọng này nó Phật cứu, còn thứ mà cho mình 5 đồng, 3 đồng cái chuyện này nữa thì nó quá bình thường đi, phải không? Thì đương nhiên mình muốn cái này không có, dư có. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên một số người mà mê tín bây giờ cứ nghe nó Phật Bà Quan Âm linh đó, rồi tới nó cúng tiền cái rồi nói xin Phật cho tôi cái này cho tôi cái kia, mà sao nó sao con xin hoài không được, phải không? Như sao vậy? Thành ra bây giờ đó thầy mới hỏi này, tức là thầy xin bà xin Phật Bà để làm gì, phải không? Đây cái chỗ này lý giải. Thì khi mà nói thầy nghe rồi đó, thầy nói thầy cũng không có thể cho cái chuyện này, mà Phật thì biết hơn thầy nhiều lắm, chắc chắn là thôi đừng xin nữa, phải không? Tại vì biết á, mình á, không có phước rồi, mà bây giờ cho mình bao nhiêu tiền đi nữa nên mình cũng sẽ làm tiêu hết, phải không? Mà mình làm tiêu hết á, thì nợ mình chồng chất, nghiệp mình á, càng nặng thêm lên. Thì cái này chỉ có ma làm chứ Phật làm nó, người có trí tuệ ai làm vậy? Nên bây giờ nó cần tiền để nó đi tìm một cái liều thuốc mà độc hại này nữa, quý vị cho không? Đương nhiên thấy nó rên la, nó năn nỉ, thấy một tội nghiệp quá, thôi cho nó để nó đi tìm, phải không? Cái này không. Cho nên Phật không có cái gì này. Phật là giải cái nghiệp này. Bây giờ nó đặt trường hợp đó là anh đi cai nghiện đi, phải không? Anh đi cai nghiện đi, thầy cho. Cho nên mình tu đi thì Phật mới cứu mình, mới đổ cho mình chứ. Chứ Phật giúp mình để tăng trưởng lòng tham của mình, để tăng trưởng ác nghiệp của mình, Phật nào làm chuyện này? Thành ra chỉ có mấy cái người nữa mà chuyên cái nghề mà làm ác này thôi. Rồi cho, thành ra cho anh một liều đó, xong rồi đó thì anh đi bán cho tôi, phải không? Đây, lọt vô trong cái đường dây này nguy hiểm vô cùng. Thì ở trong vô hình thì thầy gọi là ác ma, mà trên thực tế này nữa, cuộc sống đó, thì đây người ta gọi là xã hội đen, phải không? Mình lọt vào chỗ này là nguy hiểm rồi, khó ra rồi. Cứ đi sâu lần vào, nghiệp mình nặng thêm lên, chồng chất lên, cho đến cuối cùng là phải vào địa ngục thôi, không còn cách nào khác. Đây là rất nguy hiểm. Thành ra Phật không làm như thế. Nhưng mà cho, Đức Phật cho. Thành ra cần Đức Phật vẫn cho. Nên thầy nói là Đức Phật cho thầy nhiều. Thế nên có những khi mà bế tắc ở trong cuộc sống, lúc mà thầy đi học thầy vẫn có những cái này chứ. Tức là bế tắc ở trong cuộc sống là lúc đó là thầy bị cúp học bổng. À, nguy hiểm rồi. Mình ở nước ngoài đang làm nghiên cứu sinh mà bây giờ bị cắt học bổng đi thì sao? Khó khăn vô cùng, phải không? Thì cái này là khó đấy nhé. Bây giờ xin Phật, cái Phật cho không? Thầy nói cho. Thầy cho bằng cách nào? Tại nên khi mình rớt vô chỗ khó khăn này nữa, thì có một người khác họ giang tay ra. Thôi bây giờ khó khăn, thì bây giờ anh chịu cực làm cái chuyện này. Đấy, tức là giúp việc đấy. Cho nên mỗi tháng tôi sẽ trả cho anh một cái khoản tiền này, anh có thể tạm sống để mà tiếp tục chuyện học hành. Đây, Phật cho thầy đó là cho như thế. Tức là cho chứ, nhưng mà cho chuyện này thôi. Tại vì không có tiền đóng học phí, cho nên là lúc bây giờ cho. Nhưng mà
cái tiền này nó để đóng học phí, nhưng mà rồi đó mình cũng không muốn ăn hại của người ta, cho nên mình sẽ làm công để trả lại cái chuyện này đây này, làm để trả lại cái nợ này. Cho nên ở trong luật nhân quả là vậy, không bao giờ muốn ăn không, biết không? Không bao giờ có ý thức muốn làm con nợ. Tu là phải như vậy đó, thì Phật mới thương, mới cho, mới cứu. Đây là trên bước đường tu đó, kinh nghiệm của thầy đó. Thầy nói Phật cho. Tự nhiên cái người này đó, mình đang bế tắc, mình không có tiền đóng học phí, họ kêu mình đó, thôi tôi trả anh tiền đây, anh lấy này anh đi đóng học phí đi. Nhưng mà khi mà tan giờ học, anh nhớ tới phụ cho tôi làm chuyện này. Đấy. Xong rồi trả tiền này. Đấy, giúp mình là ở trong chỗ này. Đấy. Cho vừa đủ thôi. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa bảo là ông trưởng giả, ông cho mấy cái đồ lặt vặt đó, những cái đồ cũ, cái đồ bồn, chậu, muối, giấm rồi đủ sống thôi, phải không? Chứ đâu cho mình tiền nhiều đâu. Tham tiền nhiều thì rất nguy hiểm. Ta nghĩ người không có phước á, thì chính cái tiền này đã hại mình hơn là cái có lợi này. Các vị nghiệm rồi thấy sợ này, cho nên sợ. Vì vậy đó, mà một thầy sa môn Đức Phật nói là yên thân nhất á, là vì anh không có tài sản. Anh không có tài sản gì hết, cho nên không ai muốn hại anh hết. Tại vì hại anh họ cũng không được cái gì, mà chỉ chuốc quả vào thân thôi. Đi giết chết ông thầy tu mà đâu có cướp được ổng cái gì đâu. Mà bây giờ nó lại mang quả nữa, cho nên nghèo như vậy nhưng mà yên thân. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta là như vậy. Tức là nhờ như vậy mà tích lũy cái công đức lần lần. Lần lần khi mà lớn lên rồi nữa, ta nên khi mà lớn lên rồi nữa, làm được việc thì nhắm vô cái việc làm này trước nữa. Tức là có trí tuệ rồi, bây giờ bắt đầu làm việc á, thì được việc. Cho nên có được việc thì người ta mới giao cho mình chứ. Cho nên giao mình từ việc nhỏ mình cũng làm được, việc lớn mình cũng làm được. Từ việc nhỏ làm được ta mới giao việc lớn làm được. Rồi việc lớn mình làm được á, thì cái trường hợp ta giao cái việc lớn hơn nữa. Chứ còn giao mình làm hư sao mình giao. Đây là cái sự thật. Cho nên khi mà thầy ra nhận cái trách nhiệm gọi là tổng biên tập báo Giác Ngộ nữa, thì cái trường hợp này rất khó khăn. Tại ông tổng biên tập cũ đó là tại vì vỡ nợ đi, phải không? Thì khi mà vỡ nợ đi, ông khổ quá, ông mới nhập viện. Cho nên bây giờ đó, Hòa Thượng Thiện Hào nó mới tới nói với thầy, thôi bây giờ thượng tọa ra làm cái chuyện này. Thầy cũng nghĩ là chuyện này chuyện khó làm chứ chi nhỉ. Giao cho mình một cái công ty vỡ nợ thì quý vị sao? Nhưng mà tự nhiên trong lòng thầy nghĩ cái này không ai dành với mình, phải không? Thành ra trong lòng thầy luôn luôn cứ nghĩ cái nào có quyền lợi thì thiên hạ sẵn sàng tranh, nhưng mà cái nào khó khăn thì thiên hạ tránh, phải không? Nhưng mà ra làm đạo đó thì chính cái khó khăn này mới tạo nên được công đức này. Ta nói cái này là khó khăn thiệt. Mình làm được á, thì người ta nể mình, mà làm không được á, người ta vẫn thương mình. Vì đây việc khó. Ta nói thượng hạnh Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa là làm như vậy đó, ta tu. Nhưng mà khi mà thầy nhận cái này nữa, thì thầy nói một câu, thầy nói Hòa Thượng sai thì con làm, nhưng mà xin Hòa Thượng giúp đỡ cho, để tâm giúp đỡ cho, thầy chỉ xin vậy thôi. Tại đây là việc khó, cho nên cần phải có nhiều người giúp đỡ. Đấy là sự thật trên đường tu. Cho nên cái khi mà khó mà mình quyết tâm mình làm đó, thì sao? Tất cả những người xung quanh họ thương mình. Mà cái được lớn nhất của thầy là được người ta thương. Được người ta thương cho nên người ta mới hợp lực. Ta mới hết lòng. Ta mới hết lòng. Thì bây giờ đó, không có tiền lương
thì người ta vẫn làm. Tại hồi kia là bao cấp cho nên nhà nước trả hết, thì bây giờ đó người ta vô ta làm, ta lãnh lương nhà nước. Nhưng mà bây giờ nó không bao cấp nữa, tức nhà nước không cho tiền nữa, thì bây giờ đó biểu mình phải tự lo, phải không? Thì bây giờ những người làm này đó, thầy nói hãy bây giờ mình được bao nhiêu thì mình hưởng bao nhiêu. Tôi thì tôi tu, tôi có công Phật. Còn các anh ở ngoài thì các anh phải cần có cuộc sống, cho nên được bao nhiêu cái quyền lợi này là thuộc về các anh hết nha. Phải không? Cố gắng làm nhỉ? Thì nghèo cùng chịu nghèo với nhau, mà khổ cùng chịu khổ với nhau. Nhưng mà đồng lao cộng khổ chỗ này thì mình cũng có cái quyền lợi nào hết, quyền lợi để hết cho người ta. Nhưng mà khó khăn mình gánh á, thì quý vị nghĩ sao? Ai thương mình hết chứ, phải không? Nên là thầy làm tổng biên tập suốt 20 mấy năm cho tới bây giờ luôn này. Giờ 80 tuổi rồi mà chưa buông được này, là tại từ chỗ này. Cho nên trên cuộc đời này đó, mà cái khi đó, quý vị theo Phật tu hành đó, từ chỗ này đó, thì Phật thương mình đó, thì nếu mình tu mình không biết được. Nhưng mà ta biết đó, khi nào Phật thương chúng ta đó, thì người dưới trần thế này cũng thương ta. Đó là Phật thương. Phật thương chúng ta thì người hợp tác với ta họ thương chúng ta nữa, thì cái này Phật thương ta nữa. Còn tất cả những người chung quanh ta không ai chấp nhận được ta hết đó, mà biểu Phật thương đó, thì chắc Phật cũng không thương nổi. Đây là cái việc quan trọng. Đức Phật nó như thế. Ta nói tôi giúp anh để anh thay tôi mà anh giúp cho người khác, chứ không phải tôi giúp anh rồi để anh gây khó khăn cho người khác. Thì cái chuyện này Phật cũng làm chuyện này. Cho nên cái chánh tính chánh đạo là mình theo Phật đạo. Cho nên thấy thì nguy hiểm, thấy thì cực khổ, nhưng mà lúc bây giờ nó nhờ Phật hộ niệm cho. Phật hộ niệm cho nó thì mọi việc trên cuộc đời này tốt. Mà kinh nghiệm thầy á, thầy thấy đấy, tức là nhân viên thương mình, mấy thầy đồng tu thương mình, rồi chính quyền thương mình nữa, phải không? Thì cái này mình làm được thôi, khó cũng làm được thôi. Dù mình không giỏi nhưng mà được những người chung quanh thương mình á, thì cái này là được này. Cái chánh đạo nằm chỗ này, cái tu hành của mình là lọt vô trong chỗ này. Đấy. Cho nên lúc bây giờ nếu mình được những cái chuyện này rồi đó, lần lần mình mới làm cái chuyện khác, chuyện khác lớn hơn đó. Nên kinh nghiệm tu của thầy đó, mình đừng có ham nhanh quá, tức là sợ nhanh là tại sao vậy? Sợ đức bất cập, tài mình chưa tới chỗ này, đức mình chưa đủ nữa, mà nhận thì cái này có chừng tai họa. Người ta giao mình còn chưa dám nhận, không chỉ là mình đi xin đi làm, phải không? Cái này rất sợ. Nên các Phật tử nên biết Đức Phật dạy chúng ta đó, mà chúng ta nghe theo Đức Phật rồi ta tu hành đó, thì cái này được. Mà từ chỗ này lên tới chừng lên tới cái đỉnh cao nhất này đó, thì tất cả những cái gì mà của Đức Phật Ngài giao hết cho ta, thì cái này ta gọi là thành Phật đi. Con đường tu không thành, thấy thì khó khăn, thấy thì nguy hiểm, nhưng mà ở trong cái nguy này nó có cái an trong đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà mình muốn tu theo kinh Pháp Hoa đó, không phải là mình chỉ có tụng kinh suông á mình tu, phải không? Quý vị có cái niềm tin Phật, tin ở kinh, rồi đó mình tụng kinh mình lại Phật á, thì cái này cái bước ban đầu thôi. Nhưng mà cái người mê tín á, thì họ tụng một thời gian, họ lại một thời gian, mà họ thấy hình như không có hiệu quả, thôi bỏ đi kiếm cái khác, phải không? Kiếm kinh khác tụng, kiếm kinh khác tụng, kiếm đạo khác đi theo, phải không? Đây nên có nhé. Cho nên những người đó mà bỏ đạo tràng ra đi đó, thì cái trường hợp Đức Phật đã nói cái này rồi, những người như vậy họ đi còn tốt đi thôi. Đây là những người hèn mọn, những người này không dùng được,
rác rưởi này, cho nó tấp vô đây nó càng làm hại hơn. Cho nên chỉ cần cái hạt chắc chứ không cần những cái cành lá mà này, rườm rà này, nặng nề lắm. Được người đáng người thôi trên bước đường tu. Ta nhớ cái này, ta tu theo kinh Pháp Hoa là mình. Cho nên từng bước chúng ta đi vào đạo một cách chắc chắn. Mà thầy là đi gần như là suốt cuộc đời nữa, là trên 60 năm rồi nữa, thầy có kinh nghiệm này, thầy muốn chia sẻ với các vị. Mà làm được cái đời này thì chính gọi là cái nhân này đã để cho đời sau nữa tiếp tục tu, mà chắc chắn đời sau này sẽ dễ dàng hơn. Nên trong bài sám quy mạng có nói là thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long, lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú. Tây kiếp này mình sanh lên ở trong cái kiếp nạn chiến tranh, mình sanh bên trong một cái gia đình nghèo, ốm yếu bệnh hoạn, cho nên nó tu chậm hơn một chút. Nhưng mà ráng tích lũy được công đức, bây giờ tới 80 tuổi mà thầy còn khỏe, còn thuyết pháp được như thế này nữa, thì thầy nghĩ chắc chắn là đời sau phải tốt hơn. Tại vì những người bạn đồng tu của thầy, thầy thấy chết hết rồi, mà thầy còn ngồi đây, còn tỉnh táo như thế này, còn làm đạo được, thì cái này tốt quá rồi chứ. Cho nên chắc chắn đời sau tốt. Mà chắc chắn đời sau tốt là gì? Tức là sanh ra nữa là không bị những cái kiếp nạn giống như kiếp này mình có này, cái điều kiện tu tốt hơn này. Anh sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh. Đấy, qua đời sau là chắc chắn sướng hơn. Cho nên tất cả quý vị đó, tất cả những cái gì ta cố gắng đi theo lời của Đức Phật mà ta tu đó, để cho cái đời sau ông ta, cái này tu bây giờ để đời sau, chưa về cực lạc được, chưa lên niết bàn được, tái sanh trở lại á, thì cái trường hợp tái sanh vô trong một cái nhà mà tin Phật, trong một cái nhà nữa mà sống theo lời Phật dạy lương thiện, thì chính từ chỗ này để mà chúng ta có thể phát tâm ta tu lên được. Cái việc quan trọng chúng ta là vậy, tức là luôn luôn cái tư thế chuẩn bị, mặc dù chậm nhưng mà cái này chắc. Chứ còn muốn đi nhanh quá là chúng ta đi qua đường thà thôi, sợ nhanh. Trên bước đường tu đó thầy rất sợ cái này. Cho nên là quý vị nên nhớ cái đó. Thì bây giờ đã từ cái bước căn bản là mình tin Phật, mình lại Phật. Nhưng mà lại Phật á, thì chúng ta đừng mong cho nó mau được. Mà lúc bây giờ ta lại Phật vì ta kính trọng Phật, cho nên ta lại. Mà ta lại như vậy đó, thì cái lòng tôn kính chúng ta nó tăng lên. Mà nó tăng lên đó, thì chúng ta thấy cái tâm mình an lành hơn, thì cái này tu được. Chứ còn sốt ruột quá, sao lại hoài mà thấy chưa được gì hết, phải không? Thành ra có một người sáng nay mới hỏi thầy nữa, sao mà con tụng kinh lâu quá mà sao con chưa được gì hết vậy thầy? Thì quý vị nghĩ sao? Thầy mới hỏi nó là ông tụng kinh nào, phải không? Nó con tụng kinh Pháp Hoa của thầy chứ. Rồi thầy nói hình như ông chưa tụng được chữ nào hết, phải không? Nó con tụng thuộc lòng rồi mà thầy. Thì quý vị nghĩ sao? Đây là trên cái bước đường tu chúng ta này rất là quan trọng. Ta nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, mà cái khi á, chúng ta tụng được á, là nhớ cái tâm thành của chúng ta nữa, mà ta nghĩ tới Phật á, thì tôi luôn luôn là Phật hộ niệm cho ta. Ta thấy cái tâm lòng chúng ta an rồi, chúng ta không đòi hỏi nữa. Cái đầu tiên nhất á, là cái tham vọng, cái ham muốn chúng ta nó bị cắt hết đi, cắt một phần đi. Khi ta chưa biết tu nữa thì ta muốn đủ thứ hết, cho nên nó hành hạ ta. Bây giờ nữa, ta biết tu rồi, cho nên ta có cái tâm tri túc. Thôi cái gì nó tới thì ta tùy theo cái duyên này ta sống. Ta qua mà ta thấy nhẹ nhàng hơn. Tại vì tất cả những người bạn đồng hành với ta đó, có những người họ nghèo hơn ta chứ, họ khổ hơn ta chứ, mà sao họ vẫn ung dung tự tại. Còn ta chưa đến nỗi đói rách, phải không?
mà sao ta khổ? Cho nên thôi bỏ cái khổ này đi. Mà bỏ cái khổ này nữa, ta vẫn hơn người. Cho nên trên bước đường tu của thầy nữa, thầy luôn luôn cứ nhìn chung quanh, thầy thấy thầy luôn luôn hơn người. Đương nhiên là mình không hơn những người kia, nhưng mà cũng, mình cũng còn hơn nhiều người, phải không? Đây là trên bước đường tu. Thành ra cái khi đó mà thầy nghe nói đó, một cô bé 8 tuổi mà ở bên Nhật, khi mà cô được người ta tặng cái món quà mà cô không nhận, cô đem cô để là trả, cô nói sao? Không còn nhiều người đói hơn con, còn nhiều người khổ hơn con, con muốn dành cái này cho những người đó. Thành trên bước đường tu, thầy nói cái cô bé này nữa là tụng kinh Pháp Hoa đó. Tụng kinh Pháp Hoa, biết cái điều này và có cái tâm của Phật này. Có những người đói hơn mình, có những người khổ hơn mình, phải không? Mình đây còn có thể chịu đựng được, thì như vậy mình cũng hơn người ta chứ. Cho nên mình cũng đòi. Nhìn ở trong cái xã hội này nữa, mình thấy nó có nhiều cái bất cập hơn, cho nên ta nỗ lực ta tu. Nhưng mà nếu thấy như vậy nữa, thì Đức Phật cho chúng ta hai chữ tri túc thôi. Nếu mà ta biết á, thì cái trường hợp này đủ. Biết đủ là đủ. Còn cái lòng tham chúng ta nữa, mà càng lớn bao nhiêu á, thì chúng ta càng thiếu bao nhiêu. Không bao giờ lấp đầy cái này được đâu. Đó là trên bước đường tu. Và như vậy đó, thì cái trường hợp đó Phật cũng không thể cho chúng ta cái này. Tại vì Ngài biết đó, là cho là tạm thôi, cho nó qua cái đó thôi. Chứ còn chính nó phải tự tạo nên cái công đức cho nó đó, thì cái này mới thực của nó và được lâu dài. Tại nên trên bước đường tu đó, mà những cái thầy được đó, thầy nghĩ cái này Phật cho đó, thì thầy biết cái này là không phải của mình, cho nên không lâu dài được. Cái này được rồi nữa, mà lần thứ hai mình muốn như vậy được nữa có không? Không rồi, phải không? Hãy mình muốn là được á, thì cái chỗ này là của mình. Còn bây giờ mình muốn mà không được á, thì cái trường hợp biết không phải của mình, cho nên cho cái này là tạm. Công đức mình tích lũy được, gửi vô trong cái kho tư lương á, giống như là tiền quý vị đã gửi ngân hàng rồi nữa, thì bây giờ muốn lấy hồi nào nữa, mình chỉ cần viết xét mình đưa nó là nó chi trả cho mình, phải không? Cái này là của mình mà. Còn bây giờ mình không có, mình vay mình mượn á, thì nó đòi thế chấp. Lấy gì thế chấp? Lấy mạng mình thế chấp không? Cho nên này nên cẩn thận ở trên bước đường tu. Lấy mạng ra thế chấp á, thì cái trường hợp này đó là xã hội đen sẽ cho mình vay đó, không có trả nó lấy mạng mình luôn, phải không? Đó là cái kinh nghiệm tu hành đó. Thì thầy muốn nhắc các Phật tử ở trong đạo tràng, chúng ta phải đi đúng cái con đường của Đức Phật đó. Rồi ta sẽ thấy Phật hộ niệm cho ta, che chở cho ta, và ta sẽ được nhiều hơn người khác.